Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay tối thứ ba, ngày mùng 2 tháng 6 có một số nội dung chính sau đây. Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại thành phố Cao Bằng. Không khí đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. tra Sở Giao thông Vận tải mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ trên địa bàn tỉnh. Sau đây, mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 2 tháng 6, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Đàm Viết Hà, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đến giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nhà nước tại Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Bằng sau khi có kiến nghị của kiểm toán nhà nước ủy ban nhân dân thành phố cao bằng nghiêm túc chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các kết luận kiến nghị của kiểm toán và thanh tra theo quy định đảm bảo thu hồi các khoản chi sai vào ngân sách nhà nước giảm thanh toán cấp phát và hoàn thiện hồ sơ theo kiến nghị của kiểm toán nộp trả ngân sách cấp trên các khoản hết nhiệm vụ chi Năm 2018, tổng số kiến nghị xử lý tài chính và xử lý khác của kiểm toán nhà nước là trên 4,7 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thành phố đã thực hiện kiến nghị xử lý tài chính 4,1 tỷ đồng. Tổng số kiến nghị đang thực hiện 603 triệu đồng. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Đàm Viết Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố điều chỉnh lại bố cục báo cáo cho phù hợp, làm rõ những khó khăn vướng mắc, hưởng khắc phục, xử lý các kiến nghị của kiểm toán nhà nước chưa thực hiện được trong thời gian tới. Ngày 2 tháng 6, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị huyện Hạ Lang đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Hạ Lang. Tại buổi tiếp xúc đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, thông báo nhanh tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 8 tháng cuối năm 2020, Cử tri của các xã thị trấn có 14 ý kiến kiến nghị việc sáp nhập các ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự giữa các xóm, tiếp tục xem xét việc chi trả phụ cấp cho các chức danh không chuyên trách tại cơ sở, xem xét điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế xã hội sau dịch bệnh, bố trí nguồn vốn nâng cấp tuyến đường tại xã Vinh Quý và đường tỉnh lộ 207, đoạn qua xã Thắng Lợi, hiện nay đang xuống cấp ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Hỗ trợ xây bờ rào nhà công vụ trường mầm non xã Đức Quang. Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo huyện đã tiếp thu và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, tổng hợp các ý kiến khác báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và chuyển cơ quan chức năng chuyên môn xem xét giải quyết. Ngày mùng 2 tháng 6, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Hà Quảng đến tiếp xúc cử tri 21 xã thị trấn trong toàn huyện trước kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Cử tri thị trấn Thông Nông kiến nghị đầu tư cải tạo hoặc làm mới lại tiến đường từ thị trấn Thông Nông đến trung tâm huyện Hà Quảng để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nhân dân hai bên đi lại, quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm mới cho các xóm có thực hiện sáp nhập đảm bảo diện tích cho nhân dân sinh hoạt cộng đồng. Nhà nước giải quyết vấn đề dôi dư cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sau khi sáp nhập xã, bố trí các cán bộ xã đã qua đào tạo vào các vị trí hợp lý. Tại thị trấn Xuân Hòa, cử tri các xã thị trấn kiến nghị, nhà nước sớm đầu tư đường giao thông nông thôn, làm đường lên mốc biên giới, mở rộng nhà văn hóa các xóm, bố trí nguồn vốn nâng cấp xây dựng chợ bản giới, trung tâm thương mại nhà văn hóa, sân vận động, khu tái định cư, đường tránh đường Hồ Chí Minh, các tuyến đường nhánh để thị trấn Xuân Hòa đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5. Cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng trạm y tế thị trấn Xuân Hòa, nâng cấp trạm bơm, yên luật và xây thêm tuyến mương nội đồng để đủ nước tưới tiêu tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện ủy ban nhân dân thị trấn đã tiếp thu và giải trình làm rõ những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đồng thời tổng hợp các ý kiến kiến nghị và chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết buổi tiếp xúc cử tri đảm bảo dân chủ thiết thực hiệu quả Ngày 2 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Bảo Lạc đã đến tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2025 tại xã Hưng Thịnh. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đoàn đã thông báo về chương trình dự kiến kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân huyện, kết quả trả lời giải quyết các ý kiến của cử tri của Ủy ban Nhân dân huyện và các ngành chức năng trước kỳ họp thứ 9, kết quả kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân huyện cử tri hai xóm phiêng pán, khuổi mực đã có 11 lượt ý kiến tập trung vào các vấn đề như tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho nhân dân, định hướng phát triển kinh tế cho nhân dân, hỗ trợ vòi nước, xây dựng kênh mương thủy lợi dẫn nước vào ruộng, hỗ trợ máy nông nghiệp, hỗ trợ xi măng để nhân dân làm đường giao thông nông thôn, kéo điện lưới quốc gia, mở đường giao thông, làm cầu qua suối, xây dựng nhà văn hóa, nhà bếp ăn, nhà đốt rác lắp các cụm loa ở các xóm để tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đến với người dân. Đề nghị tăng phụ cấp cho ban lãnh đạo xóm, tăng cường công tác nắm tình hình đảm bảo an ninh trật tự, mở các lớp cai nghiện. Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân xã đã trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền và ghi nhận tổng hợp các ý kiến của cử tri gửi đến các cơ quan chức năng trả lời giải quyết. Sáng ngày 2 tháng 6, huyện Hà Quảng đã tổ chức sinh hoạt tư tưởng chính trị dưới cờ tuần đầu tháng 6 năm 2020. Sau nghi thức chào cờ, toàn thể cán bộ đảng viên đã được nghe kể chuyện về Bác Hồ, bài học về sự tiết kiệm. Nội dung câu chuyện chỉ đơn giản là năm 1969, sức khỏe Bác yếu dần, thị lực giảm sút. Các phóng viên thông tấn xã lại gửi bản tin in một mặt để Bác đọc cho tiện. Đọc xong những tin nào cần thiết, Bác giữ lại. Những tin không cần thiết bác chuyển cho văn phòng phủ chủ tịch để cắt làm phong bì, giấy viết nhằm tiết kiệm giấy. Qua đó rút ra những bài học quý báu cho hôm nay và cả mai sau. Tiếp đó, Thường trực huyện ủy thông tin một số kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2020. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, Ban Thường vụ huyện ủy đề nghị các cơ quan đơn vị, các chi đảng bộ trực thuộc, cán bộ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan đơn vị mình cùng nhau đoàn kết thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội tháng 6, góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 1 tháng 6, Phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất. Năm năm qua, phong trào thi đua của Phường Hợp Giang gắn với việc triển khai nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội, cụ thể trên các lĩnh vực như quản lý đô thị, trật tự xây dựng, tài nguyên và môi trường, văn hóa xã hội, an ninh trật tự, cải cách hành chính. Cùng với đó, công tác phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến được cấp ủy chính quyền Phường Hợp Giang quan tâm, chú trọng qua đó nhiều gương điển hình tiên tiến, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được biểu dương khen thưởng và nhân rộng như Hội Liên hiệp Phụ nữ phường với phong trào xây dựng tuyến đường hoa, mô hình một việc làm hai ý nghĩa, nhân dân tổ 12 tuyên truyền và động nhân dân tích cực ủng hộ việc cải tạo và nâng cấp tuyến phố Kim Đồng thành phố đi bộ. Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, phường Hợp Giang đã có hơn 1.200 lửa tập thể cá nhân được các cấp các ngành từ trung ương, tỉnh, thành phố và phường tặng giấy khen và bằng khen. Tại Đại hội phường Hợp Giang đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: Nhân dân các dân tộc phường Hợp Giang đoàn kết sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng giai đoạn 2020-2025 và khen thưởng cho 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Sáng ngày 2 tháng 6, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hà Quảng khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị trong 102 quần chúng ưu tú đến từ đảng ủy các xã thị trấn và các tri bộ trực thuộc trong huyện. Trong thời gian 5 ngày, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 6, các học viên sẽ được học tập nghiên cứu 5 chuyên đề khai quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau mỗi phần các học viên sẽ được thảo luận những vấn đề còn vướng mắc và cuối khóa học sẽ cho học viên viết bài thu hoạch để đánh giá chất lượng học tập. Ngày 2 tháng 6, Đảng Bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiến hành đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có 152 đảng viên của 9 tri bộ trực thuộc và đại biểu lãnh đạo các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nêu cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo toàn ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu phát triển nông lâm nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực ở địa phương, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với lĩnh vực nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và quần chúng trong các cơ quan đơn vị trực thuộc, quán triệt triển khai nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ban Thường vụ Đảng ủy đã nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tạo chuyển biến tích cực trong nông lâm nghiệp. Sản xuất nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2015-2020 có bước tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng đạt 2,8% một năm. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 274.000 tấn, giá trị sản xuất bình quân trên 1 hecta đất nông nghiệp đạt 40 triệu đồng 1 hecta, tăng hơn 14% so với đầu nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 17 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ che phủ rừng đạt 55,23%. Tỷ lệ cư dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 90%, đưa 14.200 hộ chăn nuôi gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, vượt 5% nghị quyết đại hội đề ra. Tham mưu cho tỉnh thu hút 32 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 6.000 tỷ đồng, trong đó dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tỉnh Cao Bằng cho công ty cổ phần trang trại và chế biến sữa công nghệ với tổng vốn đầu tư trên 4.300 tỷ đồng. Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ quyết liệt, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đến nay, toàn tỉnh có 20 xã đạt nông thôn mới, bình quân đạt 12 tiêu chí một xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Ngành nông nghiệp cũng đã xây dựng đề án nông nghiệp thông minh giai đoạn 2020-2025. Đại hội đã thảo luận đánh giá nguyên nhân một số mặt còn hạn chế tồn tại, rút ra các bài học kinh nghiệm, biểu quyết thông qua chương trình hành động nhiệm kỳ 2020-2025 trong đó tập trung phấn đấu 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi năm kết nạp 10 đảng viên mới, 100% cơ quan đơn vị đạt danh hiệu văn hóa xanh sạch đẹp, xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh trở thành cánh tay đắc lực của đảng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển lĩnh vực nông lâm nghiệp và nông thôn mới. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi sự đại hội cấp trên. Trong hai ngày 31 tháng 5 và ngày mùng 1 tháng 6, Đảng bộ phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Tân Giang có 25 chi bộ. Sau sắp nhập, có 20 chi bộ trực thuộc, tổng số 725 đảng viên, thu nhập bình quân đạt 3 triệu đồng một lao động một tháng. Xây dựng được 4 nhà văn hóa tổ, hiện toàn phường có 10 trên 17 tổ có nhà văn hóa, bê tông hóa được 21 tuyến đường ngõ xóm với tổng chiều dài 1.626,6 mét. Xây dựng sân thể thao, nhà văn hóa Tân Bình Ba. Các công trình hạ tầng cơ sở được xây dựng, nâng cấp, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong nhiệm kỳ kết nạp 40 đảng viên mới, xây dựng 4 chương trình, 15 kế hoạch về kiểm tra giám sát, tiến hành kiểm tra 16 tri bộ, giám sát 13 tri bộ. Tổ chức sơ kết 2 năm 2016-2018, thực hiện chỉ thị 05 CTTU của Bộ Chính trị, Đảng Bộ Phương đã có 9 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương khen thưởng. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy phường Tân Giang phấn đấu đảng bộ hàng năm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 80% chi bộ luôn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu kết nạp 40 đảng viên mới trở lên. Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, bầu 15 đại biểu dự đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Trong ngày 31 tháng 5 và ngày 1 tháng 6, Đảng Bộ Xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ xã Thống Nhất bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 sau khi sắp nhập với xã Việt Chu. Nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bộ xã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đại hội đề ra và từng bước phát triển. Kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp, thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến từ sản xuất nông lâm nghiệp sang sản xuất hàng hóa dịch vụ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Toàn đảng bộ kết nạp được 64 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu đại hội đề ra. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng Bộ xã phấn đấu, tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 1.800 tấn trở lên một năm. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4% trở lên, Hàng năm, số tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh từ 20%, 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kết thúc nhiệm kỳ, kết nạp được từ 40 đảng viên mới trở lên. Đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ xã gồm 15 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 1 tháng 6, Chi bộ Phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ qua, tri ủy, tri bộ phòng chính trị luôn giữ vững và phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy, bộ chỉ huy biên phòng tỉnh, triển khai nhiều hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có tính đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, đã trực tiếp góp phần giữ vững trận địa tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của đảng đối với mọi hoạt động của đơn vị. Cấp ủy tri bộ luôn đoàn kết thống nhất, duy trì có nền nếp các chế độ sinh hoạt, học tập. 100% cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng. Trong nhiệm kỳ tri bộ phòng chính trị được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền. Nhiệm kỳ 2020-2025, tri bộ xác định 3 khâu đột phá, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tinh thần chủ động trong tham mưu đề xuất các giải pháp nắm quản lý tư tưởng, quản lý chính trị nội bộ, các đơn vị, xây dựng bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, nội bộ đoàn kết thống nhất. Đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy. Đại hội đã bầu tri ủy tri bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí, bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ 10 nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 2 tháng 6, huyện ủy Thạch An đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình giả soát bổ sung nguồn quy hoạch nhân sự cho Đại hội Đảng Bộ huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đã thông qua tờ trình số 09 của tiểu ban nhân sự huyện ủy về việc giới thiệu bổ sung nhân sự ứng cử lần đầu tham gia ban chấp hành Ban Thường vụ huyện ủy khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua danh sách trích ngang nhân sự giới thiệu bổ sung lần đầu tham gia ban chấp hành Ban Thường vụ huyện ủy đối với hai đồng chí. Đồng thời hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả có 87,5% phiếu nhất trí đối với việc bổ sung nhân sự lần đầu tham gia ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20. 91,25% phiếu nhất trí đối với nhân sự tham gia Ban Thường vụ huyện ủy khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là cơ sở để Đảng bộ huyện hoàn thành đề án nhân sự, thực hiện các bước tiếp theo trong công tác nhân sự nhiệm kỳ khóa mới. Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện ủy Thạch An dự kiến danh sách giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới là 46 đồng chí để bầu 41 đồng chí, Ban Thường vụ dự kiến giới thiệu 13 để bầu 11 đồng chí. Thưa quý vị và các bạn, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Hòa An đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết thống nhất vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 đề ra. Đời sống của đại bộ phận nhân dân từng bước được nâng cao, Nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua là kinh tế của huyện Hòa An có bước phát triển, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, tái cơ cấu nông nghiệp đạt được nhiều kết quả. Sản xuất nông lâm nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả. Trồng trọt chiếm tỷ trọng 62%, chăn nuôi 28%, dịch vụ nông nghiệp 2%, lâm nghiệp 7,6%, thủy sản cây thuốc lá nguyên liệu tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng. Hàng năm diện tích trồng đạt trên 1.600 ha, bình quân năng suất đạt 25,2 tạ trên 1 ha, sản lượng đạt trên 4.100 tấn, giá trị ước đạt 121,2 triệu trên 1 ha, trong đó có trên 33% diện tích thuốc lá chất lượng cao trên địa bàn toàn huyện. Các chương trình sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị được triển khai thực hiện. Lúa chất lượng cao trên 70 ha, gừng ớt thương phẩm theo hướng hữu cơ, giao an toàn bước đầu thực hiện có hiệu quả. Nổi bật trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội là tổng sản lượng nương thực có hạt hàng năm đều tăng so với năm trước, trung bình đạt 30.000 tấn, đạt và vượt kế hoạch, tăng 3.000 tấn so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đưa ra. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp đạt 62 triệu đồng trên 1 hecta, thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều đạt và vượt dự toán. Tăng thu bình quân hàng năm 16,2% vượt mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Đến hết năm 2019 có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 150% so với mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Thành lập mới được 10 hợp tác xã, đạt 100% so với nghị quyết đại hội giao. Xây dựng thêm 7 trường đạt chuẩn quốc gia, 5 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Kết quả giảm nghèo hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo 35,78%, hộ cận nghèo 13,4% đến năm 2019 giảm còn 24,7% hộ nghèo, hộ cận nghèo còn 10,7%, giảm bình quân 3,66% một năm. Cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông giữa các khu điểm du lịch được quan tâm đầu tư nâng cấp. Các hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch được đẩy mạnh, tăng cường, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cộng đồng trong việc sử dụng, khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên địa chất, khám phá các di sản văn hóa, các di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch. Thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng Bộ huyện về xây dựng tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa gắn liền với phát triển kinh tế xã hội. Trong năm 2018, huyện đã xây dựng đề án về nâng cấp tổ chức lễ hội Đền Vô Lê, xã Hoàng Tung và tổ chức thành công lễ hội cấp huyện. Công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo, công tác đánh giá phân loại, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm được tiến hành có nền nếp, đánh giá đúng thực chất. Hiện nay Hòa An có 39 chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Kết quả đánh giá phân loại hàng năm, bình quân 42,6%, tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 76,2% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Nhiệm kỳ 2015-2020 kết nạp được 980 đảng viên, vượt 22,5% chỉ tiêu tỉnh giao. Qua đánh giá thì chúng tôi thấy rằng thứ nhất, đối với lĩnh vực kinh tế thì trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì cũng đã đạt được một số cái thì kết quả hết sức là phấn khởi. Cái thứ nhất là chúng tôi cũng đã duy trì được cái tổng diện tích cái thuốc lá cũng như sản lượng thuốc lá và tạo ra cái sản phẩm hàng hóa trên địa bàn. Cái nữa là chúng tôi cũng đã có những cái mô hình về phát triển rau hữu cơ, rau sạch theo cái hướng là phát triển là rau màu để phục vụ cho cái thị trường và cái nữa là chúng tôi cũng đã tập trung vào một số cái cây con đặc hữu của địa phương để triển khai trong nhân dân và với tinh thần thì phát triển là kinh tế hợp tác xã hợp tác và phát triển kinh tế hộ thì cũng đã có những cái định hướng cũng là cái tiền đề để chúng tôi xây dựng cái phương hướng nhiệm vụ trong cái nhiệm kỳ tới về lĩnh vực công tác xây dựng đảng thì nổi bật trong cái nhiệm kỳ vừa qua là chúng tôi tập trung vào cái công tác tổ chức cán bộ lấy đây là một khâu đột phá và qua quá trình tập trung chỉ đạo ở trong những năm cuối của nhiệm kỳ thì cái đội ngũ lãnh đạo các cấp đặc biệt là người đứng đầu cũng đã có cái nâng cao nhận thức về cái trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và công chức viên chức cũng đã thực hiện tốt cái chức trách nhiệm vụ của mình được giao Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng Bộ huyện Hòa An xác định tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy mạnh mẽ nội lực, không ngừng đổi mới tư duy, sức sáng tạo, quyết tâm quyết liệt tạo đột phá, khác biệt trên các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh, huy động mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng huyện Hòa An phát triển toàn diện bền vững. Quyết tâm phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,7 triệu đồng một người một năm, giá trị sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên một đơn vị diện tích 70 triệu đồng trên một hecta. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10% một năm, xây dựng thêm 5 trường chuẩn quốc gia. 100% xã đã tiêu chí quốc gia về y tế, 4 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới. Một xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 90% trở lên, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết nạp 150 đảng viên mới trên năm. Cũng sẽ tập trung đẩy mạnh và khẩn trương xây dựng cái công tác quy hoạch đối với lại thị trấn nước 2 và xác định đây là một cái nội dung rất lớn có tầm nhìn đến năm 2040 2050 để làm sao mà thị trấn nước 2 trở thành đô thị loại 4 do vậy thì đây là một cái nỗ lực rất lớn của đảng bộ và chắc chắn phải có sự ủng hộ giúp đỡ của trung ương của tỉnh thì chúng tôi mới hoàn thành được nội dung này và bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng đã xác định các cái khâu đột phá là tập trung vào một số cái khâu yếu như cái việc mà sẽ đột phá và cái việc mà sắp xếp bố trí lại cái tổ chức sản xuất thì trong đó thì sẽ đối với những cái xã vùng đồng, những xã có điều kiện, những xã mà đã có những cái ý, sản xuất hàng hóa theo vùng và cũng đã có những cái định hướng sản xuất hàng hóa theo vùng thì chúng tôi sẽ định hướng thành lập hợp tác xã và tổ hợp tác, tổ hợp tác và cũng sẽ kêu gọi các cái doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và liên kết giữa bốn nhà. Cái thứ hai nữa là cái khâu mà tái cơ cấu nông nghiệp chúng tôi sẽ tập trung vào cái khâu yếu là cái việc mà tập trung vào cải tạo cái tư liệu sản xuất trong đó là sẽ cái việc gọi là cùng xây dựng chuỗi và trên cơ sở là liên kết các cái hộ rồi thì đưa các hộ vào hợp tác xã để làm sao có tích tụ đất đai và có sản xuất tập trung để sản xuất theo vùng hàng hóa. Tự hào với truyền thống quê hương cách mạng, nơi có bể dày truyền thống và nhiều dấu ấn lịch sử, văn hóa lâu đời. Có 90 năm hào hùng của lịch sử đảng bộ cùng với những thành tựu đạt được trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Hòa An tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn thử thách, ra sức thi đua và nỗ lực phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20 đề ra, quyết tâm xây dựng huyện Hòa An phát triển nhanh và bền vững. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ bế giảng lớp đào tạo sĩ quan dự bị khóa 7 năm 2020 cho 50 đồng chí là hạ sĩ quan dự bị hạng 1 được lựa chọn từ 10 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Sau 3 tháng học tập, các học viên đã được học tập các nội dung lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, công tác Đảng, công tác chính trị, điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ, công tác quân sự địa phương, lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam. Công tác tham mưu, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật binh chủng hợp thành, chiến thuật tiểu đội, trung đội, đại đội bộ binh, chiến thuật quân sự địa phương. Kết thúc khóa học 100% học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 82% đạt khá giỏi, 100% học viên được phong quân hàm thiếu úy sĩ quan dự bị, trong đó 7 đồng chí được tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập. Phát biểu tại lễ bế giảng, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu sau khi tốt nghiệp khóa học trở về địa phương, mỗi học viên sẽ phát huy tốt vai trò của mình, áp dụng có hiệu quả những kiến thức đã được trang bị, góp phần xây dựng các đơn vị dự bị động viên vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngày 31 tháng 5, huyện Hà Quảng đã thành lập đoàn đi kiểm tra khảo sát nắm tình hình khu vực huyện Thông Nông Cũ. Đoàn công tác của huyện đã khảo sát và nắm tình hình tại lối mở Nà Quân, xã Cần Yên, cột mốc 626, kiểm tra một số công trình xây dựng khu vực thị trấn thông nông, khu vực dự kiến khai thác khoáng sản, quạng sắt, quạng bô xích nhôm, khu vực bãi tỉnh xã Thanh Long, Nậm Mùa, xã Ngọc Động. Qua kiểm tra khảo sát thực tế, các đồng chí lãnh đạo huyện đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn thông nông tìm địa điểm làm chợ tạm để sửa chữa lại đình chợ thị trấn hoạt động khai thác quặng phải lấy ý kiến của nhân dân trước khi đưa vào khai thác để đảm bảo về cảnh quan môi trường và không làm ảnh hưởng đời sống nhân dân khai thác sử dụng phải đảm bảo đúng quy trình không gây ô nhiễm môi trường Ngày mùng 1 tháng 6, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý lãnh đạo và cơ quan dân cử cho hơn 130 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, một số cơ quan đoàn thể huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn và bí thư chi bộ, trưởng xóm trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu khái quát về một số khái niệm cơ bản về giới, pháp luật quốc tế và Việt Nam về bình đẳng giới, thực trạng bình đẳng giới và việc thúc đẩy bình đẳng giới, những vấn đề cơ bản về giới và 8 lĩnh vực trong luật bình đẳng giới, giải pháp góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào cơ quan dân cử ở Việt Nam, đồng thời cùng nhau trao đổi chia sẻ những thuận lợi khó khăn trong việc thực hiện các mục tiêu tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, công tác đào tạo bổ nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo nữ, bình đẳng nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục. Những giải pháp thực hiện nhằm tăng số lượng nữ giới trong cơ quan dân cử, được thăng tiến, đề bạt vào vị trí lãnh đạo chủ chốt trong cơ quan Đảng và nhà nước. Qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức và cung cấp kiến thức cho đại biểu hội đồng nhân dân các xã từng bước thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý lãnh đạo và cơ quan dân cử trong lĩnh vực chính trị hướng tới đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 6, đoàn Farm Trip vòng cung Đông Bắc do Chi hội Du lịch Cộng đồng Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình khảo sát kích cầu du lịch nội địa toàn quốc năm 2020 tại tỉnh Cao Bằng. Đoàn khảo sát có trên 80 thành viên tham gia đến từ các hiệp hội du lịch, công ty lữ hành Ba Miền Bắc Trung Nam và các cơ quan thông tấn báo chí. Tại chuyến khảo sát, các thành viên trong đoàn đã đến khảo sát tập trung tìm hiểu về dịch vụ, điểm đến, cơ sở lưu trú, hạ tầng, sản phẩm du lịch, cơ hội kết nối. Tại một số điểm du lịch như khu di tích Bắc Bó, các bản dốc, động ngầm ngao, khu di tích Đông Khê, cửa khẩu Tà Lùng. Cao Bằng có nhiều điểm tham quan du lịch thú vị và hấp dẫn về cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử và bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc không chỉ là điểm tham quan du lịch nổi bật trong vùng mà từ lâu đã trở thành nổi tiếng của cả nước. Là tỉnh có tiềm năng để phát triển đa dạng hóa sản phẩm du lịch đặc trưng, bao gồm du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, có tiền đề xây dựng chuỗi sản phẩm kích cầu du lịch trong chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2020. Trong điều kiện như vậy, đoàn Phan đến khảo sát, được xem xét là một trong những giải pháp quan trọng để du lịch tỉnh tiếp cận với nguồn khách du lịch nhà đầu tư là cơ hội cho các doanh nghiệp nghiên cứu khảo sát các tuyến điểm du lịch mới hấp dẫn và chất lượng du lịch đạt chuẩn của du lịch khu vực đông bắc đồng thời tạo sự gắn bó đoàn kết tăng cường quan hệ hợp tác kinh doanh giữa các đơn vị du lịch giao lưu hợp tác để phát triển du lịch Sáng ngày 2 tháng 6, Sở Y tế tổ chức họp trực tuyến với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện thành phố về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại cuộc họp, Trung tâm Y tế các huyện đã báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Theo đó, các đơn vị vẫn tiếp tục duy trì các nhóm trực, các đội phản ứng nhanh, duy trì trực phòng chống dịch 24 trên 24 giờ, duy trì các khu cách ly theo dõi sức khỏe phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh

cần tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới, chủ động quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là, tăng cường quản lý ngăn chặn người qua lại trái phép qua đường mòn lối mở trên các tuyến biên giới, ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài đồng thời tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng, cần báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly y tế, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch dịch theo quy định. Ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 6, Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày vi chất dinh dưỡng. Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh tổ chức tuyên truyền lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi, phát thanh các thông điệp về ngày vi chất dinh dưỡng ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng 6 năm 2020 dọc các trục đường chính của huyện. Tất cả các trạm y tế trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về sự cần thiết của việc bổ sung vitamin A đến tận hộ gia đình, lập danh sách các đối tượng nhận đầy đủ vitamin A, thuốc tẩy giun và biểu mẫu phục vụ cho chiến dịch, bố trí điểm uống thuốc khoa học, phân chia thời gian hợp lý nhằm tránh tập trung cùng một lúc gây lộn xộn, mất an toàn khi cho trẻ uống thuốc. Dự kiến kết thúc ngày vi chất dinh dưỡng, 100% trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn huyện được uống thuốc đủ liều, đảm bảo đúng kỹ thuật, an toàn và chất lượng. Ngày mùng 1 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tổ chức diễu hành cổ động trên các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố để hưởng ứng ngày vi chất dinh dưỡng. Ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 6 năm 2020 với thông điệp vi chất dinh dưỡng cần thiết cho tăng trưởng phát triển trí tuệ, nâng cao sức khỏe và sức đề kháng, góp phần phòng chống dịch COVID-19. Buổi diễu hành cổ động mang thông điệp để cho trẻ phát triển tốt, khỏe mạnh, thông minh, cần đa dạng bữa ăn, phối hợp nhiều loại thực phẩm, sử dụng các loại thực phẩm có tăng cường vi chất dinh dưỡng cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Thêm mỡ hoặc dầu để tăng hấp thu vitamin A, vitamin D. Trẻ em trong độ tuổi uống vitamin A liều cao 2 lần một năm. Bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng được uống một liều vitamin A. Trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi cần được uống thuốc tẩy run 2 lần một năm thực hiện vệ sinh ăn uống, vệ sinh môi trường phòng chống nhiễm run, phụ nữ trước và trong khi mang thai cần uống viên sắt, axit folic hoặc viên đa vi chất theo hướng dẫn, sử dụng muối iốt và các sản phẩm có bổ sung iốt trong bữa ăn hàng ngày. Cùng ngày, tại các huyện trên địa bàn tỉnh cùng đồng loạt tổ chức cổ động trên các tuyến đường chính, nơi tập trung đông dân cư để hưởng ứng ngày vi chất dinh dưỡng. Ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 6 năm 2020. Sáng ngày 2 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thành Công tổ chức hội nghị tuyên truyền tập huấn hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 với chủ đề Vì một hành tinh xanh và đa dạng sinh học. Tham gia hội nghị có 50 đại biểu là bí thư tri bộ, trưởng xóm, trưởng ban công tác mặt trận và một số hộ dân của 10 xóm trên địa bàn xã tại hội nghị đại diện mặt trận tổ quốc tỉnh đã truyền đạt một số nội dung về môi trường vai trò của môi trường đối với cuộc sống một số văn bản của đảng và nhà nước về công tác bảo vệ môi trường trong tình hình mới giới thiệu các mô hình tham gia bảo vệ môi trường trong đó tuyên truyền tập huấn xây dựng mô hình điểm khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường gắn với ứng phó biến đổi khí hậu năm 2020 nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo thói quen sinh hoạt, sản xuất kinh doanh đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần thực hiện có hiệu quả tiêu chí bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, hạn chế đến mức thấp nhất việc ô nhiễm môi trường và tác hại của biến đổi khí hậu do sinh hoạt của người dân và cộng đồng dân cư, đồng thời hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện xây dựng mô hình, lựa chọn xóm bản trang xã thành công để xây dựng mô hình điểm Thời gian xây dựng và nghiệm thu mô hình được tiến hành từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021. Sau hội nghị, toàn thể nhân dân trong xã đã ra quân quét dọn tổng vệ sinh tuyến đường Bành Tổng, Khao Vài, đường làng ngõ xóm, nơi ở và khu vực nhà văn hóa xóm. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi, Sáng ngày mùng 1 tháng 6, đoàn công tác của tỉnh do lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà trẻ mầm non học sinh trường tiểu học Hồng Trị, huyện Bảo Lạc. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lạc. Trường tiểu học Hồng Trị đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Hiện trường có 36 cán bộ giáo viên, 295 học sinh, 22 lớp ở trường chính và 5 điểm trường. Trường mầm non xã Hồng Trị có 230 trẻ bố trí ở trường chính và 8 điểm trường lẻ. Với tổng số giáo viên 18. Dù điều kiện khó khăn, có nhiều phân trường lấp lẻ, song phong trào thi đua học tập được đẩy mạnh, chấm dứt tình trạng trẻ bỏ học và lên lớp đúng độ tuổi. Đoàn công tác đã biểu dương những nỗ lực dạy và học của các trường, đồng thời khẳng định tỉnh rất quan tâm đến các thế hệ tương lai của đất nước, nhất là ở địa bàn vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. Hoạt động tặng quà Tết thiếu nhi thêm ý nghĩa và bắt đầu tháng hành động vì trẻ em với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em phòng chống xâm hại trẻ em. Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị trong thời gian tới, đội ngũ giáo viên tiếp tục nỗ lực khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt các mục tiêu giáo dục. Các cháu luôn chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng với sự tin yêu của nhà trường, gia đình. Nhân dịp này, đoàn công tác tặng quà của tỉnh cho các cháu học sinh hai trường để vui Tết thiếu nhi. Ngày mùng 1 tháng 6, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020, thanh tra Sở Giao thông Vận tải sẽ tiến hành kiểm tra xử lý đối với các phương tiện ô tô tải, ô tô đầu kéo rơ móc hoặc semi rơ móc, xe container chở hàng vượt trọng tải thiết kế được ghi trong giấy đăng ký xe, sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc chở hàng vượt tải trọng quá khổ giới hạn của cầu đường, phương tiện ô tô vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng, vi phạm các quy định về chở hàng quá tải trọng, trừ xe quân sự phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Sở Giao thông Vận tải cao bằng huy động tối đa lực lượng tăng cường kiểm soát tải trọng xe tại trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 57 và cân sách tay đã được cấp tập trung kiểm soát tải trọng phương tiện trên các tuyến quốc lộ 3, quốc lộ 4A, các tuyến đường tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông Vận tải. Trong quá trình kiểm tra xử lý vi phạm, lồng ghép tuyên truyền giáo dục pháp luật về hành vi vi phạm tải trọng phương tiện theo nghị định 100 của Chính phủ. Trong ngày đầu mở đợt cao điểm lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành kiểm tra hàng chục phương tiện xử lý vi phạm hay trường hợp cơi nới thành thùng xe. Thông tin thời sự tối xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.